Em bán cho toàn thể các bác chiếc xe này nhá. Các bác nhìn xem, cốp đã di chuyển đi lên rồi, đúng không ạ? Và nó sẽ tự động đi xuống các bác nhá, tự động đi xuống luôn. Đây, các bác mình thấy nó tự đi xuống này. Đấy, tự đi xuống rồi. Đấy, rất hiện đại luôn, đúng không ạ? Một chiếc xe với thiết kế form dáng rất đẹp mắt và cái độ tiện nghi an toàn, cái độ hiện đại của chiếc xe này, thậm chí nhiều con xe vài tỷ đồng không bằng các bác nhá. Mà rõ ràng con xe này thì cực kỳ là rẻ luôn. Rẻ chỉ như những con xe như là Morning thôi, mà toàn thể các bác đã có mình mua được chiếc xe này rồi các bác nhá. Với đức sơn màu đỏ rất là sáng đẹp đây. Na răng đúc các bác nhìn kìa, nó đang dạng phay các bác nhá. Và những cái độ hiện đại của chiếc xe này như thế nào thì các bác mình cùng xem nhá. Và tiếp tục cái độ hiện đại của chiếc xe em sẽ giới thiệu tới toàn thể các bác. Đây là cái cửa này á, nó có chức năng là hít nhá các bác nhá. Đây, mình đóng lại và nó tự động nó hít chặt vào như này nhá. Mình không cần phải đóng mạnh tay đâu, chỉ cần là mình để hờ hờ thôi thì tự động nó sẽ hít vào các bác nhá. Và cái bậc bệ bước lên bước xuống này nó sẽ tự động là ra vào khi mình mở cửa các bác nhá. Đây, em sẽ đưa cái tay, em đưa tay em mở cửa để cho các bác xem này. Em mở cửa này thì cái bệ bước chân lên bước chân xuống này nó tự động nó hé ra. Và khi đóng cửa vào đấy ạ, nó sẽ tự động là co lên các bác nhá. Rất hay và hiện đại như vậy. Và cửa này cũng vậy, nó cũng có chức năng hít các bác nhá. Đây, cửa hít chặt vào này. Và bậc bệ bước lên bước xuống nó sẽ co lên nhá. Đấy, được chưa ạ? Như vậy các bác mình cũng đã thấy được cái độ hiện đại ở phía bên ngoài chiếc xe này ra như làm sao rồi, đúng không ạ? Và đây nhá, có nút bấm từ đấy, một chạm khi mình đóng và mở cửa. Có sinh nhan báo rẽ trên gương, có cục gương tự động và có camera được thiết kế lắp đặt xung quanh xe luôn. Và đây có camera nữa này, camera an toàn đấy ạ. Vâng, đây có đèn led các bác nhá. Đây là cái option cho chiếc xe. Bên ngoài thì có trang bị phanh đĩa, phanh ABS đấy. Rồi la răng đúc, có chế độ chống trơn trượt các bác nhá. Và riêng chiếc xe này thì nó là nội thất nó là màu đen. Trước thì em hay bán những con xe toàn là nội thất là màu kem thôi, đúng không ạ? Và hiện tại em có con này là màu đen các bác nhá, nội thất màu đen. Đấy, và có một con nữa màu trắng, nội thất màu kem. Đấy, bên em đang có hai con như vậy, các bác mình cùng lựa chọn nhá. Và độ hiện đại của con xe này các bác nhìn xem này. Đây là hệ thống gương kính điều chỉnh điện, có chế độ cụp gương nữa và chốt cửa trung tâm nữa các bác nhá. Còn đây là loa này. Đấy, tay mở cửa đây. Chỗ này ốp viền inox rất sang và rất sáng. Chỗ này có vị trí để cho mình để đồ này. Đấy, hé ra hé vào được như vậy các bác nhá. Đấy, ghế bên đây cũng được trang bị là ghế điện và ghế bên kia cũng thế, được trang bị là ghế điện các bác nhá. Và ghế da của xe đều là da xịn cao cấp nguyên bản theo xe mà nhà máy người ta lắp các bác nhá. Vâng. Và đây có những chức năng này nữa các bác này. Cốp mở điện, chốt trẻ em. Đây, tăng giảm độ sáng cho đèn. Có đi ga tự động cruise control. Đấy. Vô lăng thì các bác thấy này, có tích hợp đấy, gẩy số nằm ở trên vô lăng ở hai bên các bác nhá. Đấy, và có túi khi an toàn nằm ở giữa. Và túi khi an toàn của con xe này lên đến cả là trên 10 túi khi an toàn luôn các bác nhá. Đấy, và đây các bác nhìn xem, một chế độ, một chức năng rất hay nữa ở trên con xe này mà em sẽ giới thiệu luôn. Đấy, đây là nút đề khóa thông minh start top các bác nhá. Và các bác có nhìn thấy cần số đâu không ạ? Riêng cần số con này đây. Đây, cần số của nó đây ạ. Nó thụt xuống như thế này. Và khi mình cần nó nổi lên để mình vặn đưa về P, L, P này, R này, N này, D, F thì nó sẽ lên các bác nhá. Còn đây là phanh tay điện tử này. Phanh tay điện tử nằm ở vị trí này các bác nhá. Và tất cả những chức năng ở đây. Đấy. Đây, rất nhiều luôn, hai bên liền. Và đây nữa. Đây em ấn nút này lên nhá. Ấn nút này lên để cho các bác thấy được cái là cái cần số này nó hoạt động như thế nào. Đây, em ấn đây. Ấn vào nút đề khóa thông minh start top này thì cái màn hình điện tử này nó cũng sẽ hoạt động này. Đấy, và cần số nó sẽ đưa lên này. Đấy, tắt máy thì nó sẽ thụt xuống và ấn nổ thì cần số nó sẽ đưa lên để cho các bác mình vặn, mình đi số các bác nhá. Dạ vâng. Đấy, chức năng là như vậy. Và đây có trang bị một cái màn hình cỡ lớn loại to như một cái tivi nằm ở đây luôn các bác này. Và rất nhiều chức năng nhá, như một cái iPad các bác nhá, như một cái iPad. Đây, rất nhiều chức năng luôn các bác mình nhìn cho em. Đấy. Đây. Cảm ứng rất nhạy các bác nhá. Cảm ứng cực kỳ nhạy luôn. Đây, nhiều chức năng không? Đấy. Đây, rất nhiều ứng dụng nữa các bác nhá. Mình có thể tải ứng dụng tùy theo cái sở thích của mình. Ở trên cái màn hình này nó giống như là một cái iPad, giống như là cái một cái điện thoại thông minh của các bác đấy ạ. Đây, đề khóa thông minh đây. Đấy, còn cái đây là để mình điều chỉnh gạt mưa trước, gạt mưa sau các bác nhá. Còn màn hình này là màn hình điện tử các bác nhá, hiển thị rất nhiều thông tin ở trên đây và các bác mình có thể thấy. Đấy, mình có thể điều chỉnh nhá. Đây, ấn nút này nhá. Ấn nút này thì mình có thể điều chỉnh giao diện. Ấn tiếp phát nữa đi. Đấy, điều chỉnh giao diện khác luôn, đúng không ạ? Ấn phát nữa đi. Đấy, rất nhiều giao diện ở trên cái màn hình điện tử này, hiển thị rất nhiều chức năng các bác nhá.
tay ga tự động của xe được nằm ở vị trí cần này. Đấy. Và vô lăng của xe các bác nhìn xem, do sử dụng ít, cầm nắm ít cho nên là vô lăng của xe nó mới được đẹp như này các bác nhá. Đấy, da của nó vẫn còn rất đẹp luôn. Đấy, đây chỗ này có đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói, tăng giảm âm lượng. Bên đây cũng thế này, rất nhiều chức năng luôn. Và cốp nhá. Ấn đây để mở cốp các bác nhá. Đây. Em ấn nút này thì cốp này sẽ mở ra, và ấn nút trên thì cốp trên sẽ mở ra các bác nhá, như vậy đấy ạ. Quá hiện đại luôn cho một chiếc xe mà nói thực sự là tiền ít. Đời thì lại cao nữa các bác ạ. Con này đời rất là cao nhá, đời 2018. Số tự động và động cơ của chiếc xe này, máy chỉ có là 2.0 thôi. Nhiên liệu của nó cũng chỉ tầm loanh quanh là 9 đến 10 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Còn đây các bác nhìn xem. Đấy, cửa sổ trời panorama toàn cảnh và được ấn ở cái công tắc trên đây. Đấy này các bác này, các bác nhìn thấy cái rèm nó chạy ra chưa ạ? Đấy, một công tắc là để mình đưa rèm xuống các bác nhá. Đấy, mình có thể đưa rèm xuống tận dưới được, nó có hai chế độ đưa rèm. Đấy. Và đây là kính nhá, cái này bằng kính thì mình ấn nút này thì kính nó cũng sẽ khởi động này. Đấy. Đây, cửa sổ trời đang hoạt động rất là trơn tru với êm ái các bác nhá. Đấy, em hãm lại để vị trí đó. Vâng, ok. Sàn của xe thì các bác thấy là cũng đã được thêm lót thảm trải sàn 5D rồi, đúng không ạ? Và ghế bên đây cũng được trang bị là ghế điện các bác nhá. Đây này. Là ghế điện luôn các bác nhá. Đây là ghế điện luôn. Và đây, mở cốp đây. Mở cốp đây. Đấy, mở cốp như vậy các bác nhá. Ở chỗ này để chỗ cho mình để nước này, đựng đồ này. Đấy, và đây là camera 360 độ được thiết kế ở cái vị trí này các bác nhá. Đây, cam 360 độ đây. Ấn nút này, đây em ấn nút này nhá. Ấn nút này là cam 360 độ nó sẽ khởi động hoạt động. Đây các bác nhìn xem. Đấy, nó đang hoạt động rồi, đúng không ạ? Và đây là hệ thống chống trơn trượt này. Đấy, rồi cảm biến radio rồi các thứ nhiều lắm các bác ạ. Ở vị trí bên trong đây thì các bác thấy là có cổng điện ra 12V và có cổng USB AUX, đúng không ạ? Còn đây là hệ thống điều hòa của chiếc xe các bác nhá. Mình có thể là điều chỉnh hệ thống điều hòa bằng nút vật lý này. Đấy, bằng nút vật lý này. Đấy, ấn nút này thì các bác thấy màn hình nó đã hiển thị đây rồi đúng không ạ? Hoặc là mình không cần phải ấn những cái nút ở đây mà mình chỉ cần ấn nút đây thôi. Ấn đây các bác nhá. Đây, ấn đây. Để tắt đây ạ. Bật nhá, bật này. Đây. Tăng giảm gió này. Đấy, còn đây là gió trong, gió ngoài đây. Mình thích ấn nút nào thì ấn. Đấy. Rất nhiều những cái chức năng ở hệ thống điều hòa được tích hợp trên màn hình này. Chỉ cần bấm trên màn hình thôi các bác nhá. Vâng, đây có gương chống chói này. Đấy, còn đây là có một cái gương rất là to để cho mình soi. Đấy, mở ra thì chỗ này có đèn này. Đấy, bên kia cũng thế các bác nhá. Đấy, túi khí an toàn nằm ở khắp nơi luôn. Hơn 10 túi khí an toàn cho chiếc xe này được làm rất nhiều vị trí. Bây giờ thì em sẽ tắt máy đi nhá, để cho máy nó đỡ tốn xăng. Vâng, để cho đỡ tốn xăng. Một con xe với độ zin còn rất là cao, như là máy số của xe vẫn còn zin này. Và keo chỉ của xe cũng vẫn còn zin này. Nội thất của xe cũng vẫn còn zin này các bác nhá. Đấy. Chiếc xe với độ zin còn rất là cao luôn. Form dáng thì đẹp. Đây các bác nhìn xem phần hình thức form dáng bên ngoài đây. Không những là đẹp bên trong mà quả đẹp cả bên ngoài nữa các bác nhá. Đẹp cả bên ngoài nữa. Đây các bác nhìn xem. Đèn này các bác ơi. Đèn này. Đèn bi cầu nhá. Đấy, được thiết kế mấy quả đèn bi cầu nằm ở trong cái bộ đèn này luôn. Đấy, rất là sáng luôn. Đấy, và các bác nhìn xem, đèn của nó là đèn màu đen nhá, chứ không phải là đèn màu trắng nhá. Và phút nét ở bên trong luôn. Cực đẹp. Đấy, cực đẹp các bác nhá. Có nước sơn các bác nhìn kìa, rất là long lanh. Mặt nạ ga lăng của xe các bác nhìn xem như là những cái viên kim cương được thiết kế ở cái phần mặt nạ ga lăng này, đúng không ạ? Nhìn rất là sang luôn. Biển 15 trên tư nhân, một chủ từ đầu các bác nhá. Chiếc xe này của bên em được mang tên là Joyti Z8, sản xuất năm 2018, số tự động. Động cơ của xe là máy Mitsubishi 2.0 Nhật Bản các bác nhá. Mà lại là máy turbo luôn. Đấy, máy số của xe vẫn còn zin. Thì em sẽ quay các bác xem đấy là có phải chiếc xe này của em được lắp máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản không nhá. Cái dòng này nó như thế, dòng này nó là như vậy, nó lắp máy của Mitsubishi các bác nhá. Và trên đây thì các bác thấy này, chỗ này có mắt cảm biến này, bên kia cũng vậy, có mắt cảm biến chống va chạm các bác nhá. Đấy, thân vỏ của xe thì rất là đẹp rồi. Sơn zin của xe thì rất là đẹp luôn, sơn zin của xe vẫn còn rất là nhiều. Đăng kiểm tháng 12 năm 23 các bác nhá. Chỗ này có sinh nhan báo rẽ trên gương. Đấy, camera được làm ở đây nữa các bác này. Camera trên đầu, camera ở phía sau xe nữa, rất nhiều luôn các bác nhá. Hiện đại chưa ạ? Bác nào mà đang tìm mua những xe gầm cao, hoặc là mình đang có cái tài chính
như là một chiếc xe Kia Morning thì mình có thể là tham khảo sang cái mẫu xe này của bên em. Đấy, các bác nhá, mình tham khảo thêm, thấy chiếc xe này phù hợp ưng ý thì mình chốt luôn, mua luôn, mang ngay nó về các bác nhá, với giá tiền cực kỳ hợp lý mà các bác mua được chiếc xe hiện đại như này. Range Rover thậm chí còn không hiện đại bằng chiếc xe này các bác nhá. Đấy, và form dáng của Range Rover thậm chí cũng không đẹp bằng, không hiện đại bằng và không đẹp bằng. Nhìn nó thì cũng rất nhiều điểm giống với lại Range Rover. Range Rover thì các bác biết bao tiền rồi đúng không ạ? Nó là trên chục tỷ mình mới mua được Range Rover, thế mà chiếc xe này nó lại rẻ như vậy. Đấy. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho mình xem về mẫu xe này các bác nhá. Dòng này thì các bác biết trong thời gian vừa qua em bán rất là nhiều rồi, bán rất là chạy luôn và lúc nào cũng có vài con. Đấy, màu đỏ thì hiện tại đang có duy nhất con xe này thôi các bác nhá. Đấy, màu trắng thì hiện tại em đang có một con nữa. Vâng, đang có nói chung là hai sự lựa chọn cho mình. Mình có thể là liên hệ cho bên em để bên em chốt giá đẹp nhất cho mình các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, keo chỉ cánh cửa của nó vẫn còn nguyên zin này. Đấy, những cái phần tắp đi cánh cửa nó đây các bác nhìn xem này, nó vẫn còn rất là mới luôn, đều là da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Đây, đấy, chỗ này được sơn vân đá này. Đấy, chỗ này được ốp lốc này. Đấy, hệ thống gương chỉnh điện, kính chỉnh điện đây. Mở cửa đây. À đây là mở cái cửa của cánh để mình để đồ các bác nhá. Loa đây, loa đây, tay mở cửa đây. Cả tay mở cửa của xe được thiết kế mạ chrome rất sáng đẹp, đúng không ạ? Lòng trong vách cửa đây, bù lông ốc nhái đều còn chấm sơn màu hết các bác nhá. Và ghế của xe hai ghế đấy, nó hiện đại đến mức là ghế phụ cũng được trang bị là ghế điện luôn các bác ạ. Và các bác nhìn xem bộ ghế của xe được thiết kế nhìn rất đẹp đấy, ngồi nó rất là ôm các bác nhá, ngồi rất là ôm người luôn. Và móc khóa của xe các bác nhìn xem này, rất sáng đẹp này, bù lông ốc vít này chưa tháo vặn này đấy, sơn xi đây, răng đây, cái răng này của nó nhá, cái răng này của nó được thiết kế là vừa là răng cao su vừa là cái phần lý, đấy lý bọc ngoài, trong là cao su các bác nhá. Đây, cột kèo của xe thì còn nguyên, bên em cam kết đảm bảo bảo hành cho các bác mình về chất lượng của chiếc xe này, không có lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích, pháp lý giấy tờ rõ ràng chuẩn chỉ các bác nhá. Đấy, mọi chức năng hoạt động bình thường, máy số của xe vẫn còn zin. Riêng phần tắp nô này nó được thiết kế bằng chất liệu da màu đen, chỗ này có túi khí đây các bác này, cửa gió đây nhá. Đấy, và ở đây nó có một cái đèn đổi màu nhá, đèn xanh đỏ tím vàng đây các bác nhìn này, cái đèn này nó đổi màu này, ban tối bật lên đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn. Chung là không chê trách được trên chiếc xe này một điều gì, một điểm gì. Âm thanh cũng vậy, rất hay luôn, nghe cực đỉnh các bác nhá. Đây là một trong những xe thuộc top hạng sang đến từ China các bác nhá. Và đây là phần mép cửa đây các bác nhìn xem, mép cửa đây, keo chỉ nó này các bác nhìn này, lòng trong sơn xi nó rất sáng bóng, bốn tắp ni cánh cửa nó còn xe các bác nhìn xem này, khá mới đúng không ạ? Đấy, khá là mới luôn các bác nhìn này. Đấy, con xe nó vẫn còn độ zin, độ nguyên bản và độ mới như vậy. Chính bản thân em cũng bị thích cái con xe này luôn, không nói gì đến các bác nhá. Đấy, bởi vì là nhà em thì, tại sao em lại nói thế, bởi vì là nhà em là một trong những nơi bán ô tô cũ đúng không ạ? Và là nơi rất là nhiều xe. Đây các bác nhá, các bác nhìn này, chỗ này để nước, đựng đồ này, tì tay đây này. Đấy, ghế da đây, ghế da của xe rất là mới đây, ghế da rất mới luôn, thì các bác nhìn xem rất mới luôn. Và ghế này đấy ạ, thì mình có thể là mình gập lại xuống được nhá. Đấy, mình kéo cái dây này, đấy gập lại xuống được luôn. Đấy, gập lại xuống luôn, chỗ này thì hơi bụi một tí này. Và cốp phía sau đây, cốp của xe cũng rất là to, để đồ được nhiều các bác nhá. Khi mình muốn nằm đấy ạ, thì gập cái ghế lại là tạo thành một cái giường rất là to luôn rồi, đúng không ạ? Và ở đây nhá, chiếc xe này đấy ạ, nó có thiết kế ở vị trí phía sau một cái hệ thống để cho mình điều chỉnh chức năng điều hòa nóng lạnh. Đây, chức năng điều hòa nóng lạnh ở đây các bác nhá, đây có cửa gió nữa này, này để đồ này. Đấy, các bác nhá, túi khí an toàn nằm ở cả ở ghế luôn. Đấy, ở đây bằng lý nhá, một số vị trí thì nó hơi bụi bẩn một tí, bên em lau là hết thôi các bác nhá. Đấy, chỗ này để cho mình gạt tàn thuốc lá này. Đấy, các bác nhìn chưa, đây nữa nhá. Đấy, đây nữa, rất hay và tuyệt vời như vậy. Một xe rất đáng đồng tiền bát gạo cho mình bỏ ra mình mua về sở hữu đúng không ạ? Và bên đây cũng vậy nhá, cái bậc bệ này nó cũng sẽ tự động đưa lên và đưa xuống nhá. Và cửa cũng vậy, nó tự động nó hít các bác nhá. Đây, các bác nhìn xem này, cửa hít này. Đấy, tự hít chặt vào luôn. Và bậc bệ này tự động đưa lên, các bác nhìn thấy chưa? Quá hiện đại luôn rồi đúng không ạ?
độ hiện tại có thừa ở trên con xe này. Form dáng của nó các bác nhìn xem này. Đấy. Như những con xe với cái trị giá của nó lên đến cả là thậm chí là một vài chục tỷ đúng không ạ? Form dáng này thì đi ra ngoài đường nhiều người sẽ nhầm lẫn với lại những dòng xe như Land Rover đúng không ạ? Ở phía sau đây có những cái mắt cảm biến chống va chạm nằm phía sau các bác nhá. Và đây có cái mắt cảm biến chống va chạm đây các bác này. Và cốp của xe là cốp điện. Ấn đây là cốp nó sẽ tự động đi lên các bác nhá. Hoặc là mình có thể ra lệnh cho nó đi lên được, mình ra lệnh cho nó đi xuống được các bác nhá. Đây phía sau. Đấy, phía sau đây các bác nhá. Đây ấn đây cũng được. Ấn đây thì cốp nó cũng tự động nó đi xuống. Đấy camera kia. Gạt mưa, đuôi gió, giá lóc đầy đủ hết các bác nhá. Đèn của xe thì không những đèn trước mà cả đèn sau cũng vậy, đều đèn zin. Vừa zin xong lại được thiết kế là đèn led nữa. Đấy, đèn led các bác nhá, đèn led đẹp cực kỳ. Nó là dạng đèn led luôn. Vâng, bây giờ thì em di chuyển sang bên đây quay cho bác mình xem thêm này. Xe không có lỗi lầm gì. Tổng thành chiếc xe vẫn còn khá là mới. Tổng thành chiếc xe vẫn còn rất là mới so với đời các bác nhá. Để các bác nhìn xem. Rất là mới luôn. Rất mới luôn. Chi tiết và đầy đủ từng phần, từng góc cạnh một để cho các bác thấy. Đây, ghế đây. Tủ khí an toàn đây. Gioăng đây, cột kèo đây. Cửa đóng nhá. Hít vào luôn. Tiếp quay máy, quay gầm cho toàn các bác xem. Và quay chi tiết máy để các bác thấy được là chiếc xe này có phải là máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản được lắp ráp ở trên con xe này không các bác nhá. Nó liên doanh mà, cho nên là nó sẽ lắp ráp cho nhau. Như kiểu điện thoại của bác thế. iPhone cũng chủ yếu phụ kiện của China là nhiều đấy ạ. Riêng iPhone bổ lập của Mỹ nhưng mà đến 90% là của China các bác nhá. Rồi, ok, đây các bác nhìn xem nhá. Sơn xi form dáng bên ngoài của xe đây. Ok chưa, đẹp mắt chưa? Nhìn sướng luôn đúng không ạ? Xăng ngăn thì để rất là phù hợp, không nhiều. Ở đây gầm sàn của xe đây các bác nhá. Đây gầm sàn của xe đây. Gầm không có hiện tượng là một mọt nang gì đi. Rồi, ok ạ. Bây giờ thì em mời các bác xem khoang máy động cơ của xe. Và tiếp theo đây là cái phần khoang máy động cơ của chiếc xe các bác nhá. Máy 2.0 turbo các bác nhá. Đây này. Các bác nhìn xem, máy 2.0 turbo đấy. Không phải là máy vớ vẩn gì đâu các bác nhá. Máy các bác nhìn xem, khoang máy của xe rất đẹp. Tổng thành chiếc xe như vậy em đã giới thiệu quay đầy đủ cho các bác xem xong rồi. Các bác chỉ cần là nhấc máy gọi điện cho bên em thì kiểu gì cũng sẽ có giá tốt các bác nhá. Ở dòng này thì có những con em bán chỉ có là hơn 300 triệu đồng một tí thôi các bác nhá. Chỉ có như vậy thôi. Nhiều khi là các bác mình đã có thể là mua được những cái mẫu xe như thế này rồi. Quá tuyệt vời cho một mẫu xe như thế này đúng không ạ? Con xe này có ở cái mức giá bao nhiêu tiền? Các bác alo cho bên em theo 3 số hotline sau là 0938586307 và 0389000555 và 0335838389. 3 số hotline, 3 số Zalo các bác nhá. Địa chỉ bên em tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương, đối diện 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có ship chuyển giao xe toàn quốc, giao xe tận nhà, hỗ trợ sang tên đổi biển, công chứng ủy quyền cũng toàn quốc luôn. Có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng khi mình không có nhu cầu sử dụng nữa các bác nhá. Và các bác mình có nhu cầu đổi xe bên em cũng sẽ đổi cho các bác nhá. Bên em rất nhiều xe để đổi cho các bác, cụ thể là con xe này. Các bác có xe gì mang lên đây em đổi tất, đổi hết các bác nhá. Morning mang lên đây cũng đổi luôn. Vâng, Morning Vios các kiểu mang lên đổi, thậm chí đổi ngang luôn các bác nhá. Vâng, và bác nào muốn xem thêm những chiếc xe, những video khác của bên em thì hãy nhấn đăng ký kênh. Bên em đang nhiều xe các bác nhá, hiện tại đang có là trên 100 chiếc xe, gần 200 mẫu xe các loại để cho mình tham khảo và chọn lựa. Cho nên là mình đang có nhu cầu chiếc xe nào thì cứ alo các bác nhá. Nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow TikTok để đồng hành và xem thêm những video mới của bên em đăng lên các bác nhá. Rất nhiều video được đăng lên luôn. Vâng, video này thêm quay xong rồi. Xin cảm ơn và tạm biệt các bác.